bạn sẽ có thành tựu rất lớn trong tương lai và trở thành một người rất giàu có khi bạn có một đặc điểm sau đây đó là tính cách dám nghĩ dám làm luôn có việc gì đó bạn phải làm và bạn luôn khiến mình bận rộn bạn tìm kiếm những cách thức và cơ hội mới để cải thiện bản thân mình nếu những người xung quanh bạn hoặc tại văn phòng nói với bạn rằng bạn là người dám nghĩ dám làm thì những dấu hiệu sau đây sẽ cộng hưởng tích cực với bạn. Điều thứ nhất, bạn nhận thức rõ mục đích sống của mình. Bạn tập trung và đam mê những gì bạn làm trong cuộc sống. Bạn chú ý đến những gì bạn thích và làm những điều mà bạn tin tưởng mạnh mẽ. Do đó, bạn không thể bị ngăn cản trong lĩnh vực của mình bởi vì bạn muốn cải thiện bản thân và cuộc sống của bạn. Có một mục đích rõ ràng sẽ giúp bạn có cảm hứng để tiếp tục tiến lên và đạt được điều gì đó cho dù con đường có khó khăn đến đâu điều thứ hai bạn đưa ra quyết định nhanh chóng khi bạn có mục tiêu bạn chỉ cần bắt đầu làm việc từ thời điểm đó tâm lý dám nghĩ dám làm này giúp bạn đưa ra quyết định nhanh hơn bất kỳ ai khác và cho thấy bạn muốn hoàn thành công việc điều thứ ba bạn không gặp vấn đề gì khi làm điều gì đó mới mẻ Đặt mục tiêu cao hơn chính là bằng chứng cho thấy bạn sẽ đạt được danh tiếng và thành công. Khi trong quá trình đó, bạn phải thay đổi bản thân mình hoặc hy sinh điều gì đó, bạn sẽ không bị kìm hãm. Tính cách dám nghĩ dám làm của bạn luôn sẵn sàng cho mọi thử thách. Bằng cách thúc đẩy bản thân mình, bạn có thể tự mở đường cho mình khi đối diện với những chướng ngại. Điều thứ tư, bất kể nó có thể là những bước nhỏ như thế nào bạn muốn quá trình tiếp tục không có lý do gì để dừng lại hoặc chờ đợi một cái gì đó bạn biết mình là ai một khi bạn quyết định mình muốn gì bạn sẽ đi và đạt được nó cho dù ai đó có giúp bạn hay không bạn chỉ cần ra ngoài để làm điều gì đó thay vì chờ đợi điều thứ năm bạn hoàn toàn thích thú với quá trình đạt được điều gì đó trong một lịch trình bận rộn bạn tìm thấy thời gian cho niềm vui, bạn thư giãn nhưng cũng biết ranh giới của mình. Tất nhiên, bạn được thúc đẩy để đạt được điều gì đó, nhưng chắc chắn bạn cũng biết cách làm cho hành trình của mình trở nên thú vị. Bạn có thể tìm thấy niềm vui ngay cả trong quá trình không bao giờ dừng lại. Điều thứ sáu, đôi khi bạn khiến người khác bối rối, hầu hết không thể kết nối với bạn đây là vấn đề thực sự với thái độ dám nghĩ dám làm mọi người thường gặp khó khăn trong việc phù hợp với mức độ năng lượng và sự cống hiến của bạn bạn có thể đam mê một cái gì đó nhưng những người không cảm thấy giống như bạn hoặc không thể nỗ lực như bạn một số được lấy cảm hứng từ tính cách của bạn trong khi những người khác cho rằng bạn là một người đầy tham vọng điều thứ bảy bạn thử thách bản thân mình để trở nên tốt hơn mỗi ngày bạn đã đặt ra mục tiêu và tư duy dám nghĩ dám làm khiến bạn không thể bị ngăn cản người khác có thể coi bạn là người quá tự tin hoặc ích kỷ nhưng những gì bạn làm không phải để thể hiện bạn làm tất cả không phải để chứng minh mà để cải thiện bản thân mình mà họ không hề hay biết bạn vượt qua các giới hạn của mình và có thể tự nỗ lực để thăng cấp điều thứ tám bạn không bao giờ bỏ cuộc và bằng mọi cách phải đạt được nó nội tâm của bạn có một số nỗi sợ hãi thất bại và điều gì sẽ xảy ra nếu mọi thứ không như ý muốn tuy nhiên thay vì dừng lại ở đó bạn luôn sẵn sàng cho các lựa chọn của mình bạn có thể không có kế hoạch dự phòng cho mọi thứ nhưng hãy biết cách duy trì mọi thứ khi tình huống trở nên khó khăn đối với bạn khi đối diện với thất bại hoặc sai lầm, bạn sẽ ngay lập tức rút ra những bài học từ nó, khiến bạn trở thành một trong những người dám nghĩ dám làm và cuối cùng sẽ thành công. Điều thứ 9, bạn coi trọng thời gian của mình. Quản lý thời gian là đặc điểm chung nhất của một người thành công. Nếu bạn đang quản lý đúng thời gian có sẵn của mình và biết cách đầu tư tốt hơn thì khả năng cao bạn sẽ sớm thành công. Điều thứ 10. Bạn có nhiều tham vọng. Khi bạn có khát khao trái bỏng, để đạt được điều gì đó vĩ đại và nỗ lực hết sức có thể đạt được điều gì đó, thì bạn sẽ thành công trong tương lai gần. Cho dù đối mặt với bất kỳ thử thách nào hay vượt qua giới hạn của chính mình, bạn không bao giờ ngần ngại tạo ra tương lai của mình theo nhu cầu của chính bạn. Bản chất những người thành công đều có tham vọng và dù sao đi nữa, họ đã biến nó thành hiện thực bằng nỗ lực của chính mình. Điều thứ 11. Bạn đưa ra những lựa chọn đúng đắn, từ việc lựa chọn nghề nghiệp của mình đến kế hoạch cuối tuần, bạn đều cam kết cao độ với mục tiêu của mình và điều đó dẫn bạn đến những lựa chọn đúng đắn trong cuộc sống. Trước khi thực hiện bất kỳ bước nào, bạn phân tích tình hình tốt. Bạn làm những việc mà bạn cần phải làm để thành công với nó. Nếu bạn đã học được những bài học quan trọng và biết cách đưa ra những lựa chọn sáng suốt thì đó là những dấu hiệu cho thấy bạn thành công trong cuộc sống. Điều thứ 12, bạn tự tin. Sự tự tin của bạn vào hành động của chính mình giúp bạn tập trung vào mục tiêu của mình. Nếu bạn tự tin vào nỗ lực của mình thì đây là những dấu hiệu cho thấy bạn sẽ sớm thành công trong cuộc sống. Bạn rất đam mê những gì bạn làm và muốn đạt được những gì bạn quyết định. Nhưng đôi khi, từ bỏ có thể là một lựa chọn tốt khi mọi thứ không hoạt động tốt, bất chấp những nỗ lực tốt nhất của bạn. Nó cho phép bạn phát triển lại chiến lược của mình, thay đổi kế hoạch và theo đuổi các mục tiêu mới. Tuy nhiên, thái độ dám nghĩ dám làm, luôn cố gắng hoàn thành công việc và không bao giờ để bạn dừng lại. Vào thời điểm bạn thất bại hết lần này đến lần khác, bạn nên thay đổi quan điểm và hạ thấp kỳ vọng của mình ít nhất là trong một thời gian bạn là người có tính cách dám nghĩ dám làm không bao giờ bỏ cuộc bạn có thể được định sẵn cho thành công lớn hơn bạn tin được thúc đẩy và tập trung là quan trọng nhưng linh hoạt với thời gian cũng quan trọng không kém tâm lý dám nghĩ dám làm của bạn sẽ không cho phép bạn dừng lại ngay cả khi không có con đường nào nhưng người khôn ngoan thích nhận ra rằng đây không phải là kết thúc của một hành trình mà là khởi đầu của một hành trình khác với đặc điểm tính cách này bạn có thể đón nhận rất nhiều những cơ hội lớn vào cuộc sống của mình và khi bạn kiên định với những lựa chọn của mình và hết sức hết mình để hoàn thành mục tiêu của mình chắc chắn bạn sẽ có những thành tựu như mong đợi thông qua chủ đề của video lần này quốc anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả chúng ta nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua Fanpage và qua Zalo theo số điện thoại Quốc Anh chia sẻ bên dưới mỗi video. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.